rồi đó, nem có bả không? Còn nè. Săn bọng còn nguyên hết luôn. Cặp tay văng bọng nổ nhà đây. Chưa. Hai cái tay. Bên hai cái tay áo. Từ từ. Để thôi. Chiếc nhà còn không? Chưa. Mà đại đi. Nhường lại cho nhường thiệt thằng nào nữa nãy anh chính tiểu với mến nó đạo thì tôi đại diện rồi, còn ông ba người cháu rể thằng nào đại diện đây? Rồi diễn mày tới nắp rồi đó. Cái gì mày đào đất mày bỏ qua đây cho gọn khỏi dục bên kia. Đào xuống lớp nữa đó. Ăn nửa cái là đi qua rồi, hơn nửa cái đi gì đó rồi. Rồi, tôi bên đây. Thầy, tôi mới dạy ăn thính dạy xin keo nè. Thầy dạy luộc hai trứng gà ha, hoặc để hai trứng gà mà ông cho chúng thì ông cho chế, chừng nào tôi đặt trứng gà hỏng bể đó là bà nội bận áo tay cùng màu trắng trắng đập cùng kinh đó mày mượn của ai vậy mày chạy đi trả giùm luôn đi. Tự ái liền ha. Nghe nói cái tự ái liền ha. Không có chơi với mày ơi. Em lại đi. Nó thiệt chứ nó chơi vậy. Không, không biết rồi tôi. Sập bể hồng hát là trắng. Sao cây đây? Ờ, cây đó. Cây của nó nhọn. Cây này vô, vô cái vỏ quá của chú về còn xài. Nó sáng rồi, nó đúc tay. Đó, nghe mãi rồi, coi chừng cái đang sáng rồi đi. Chặt đó. Sức nó làm thế ha. Không gặp dễ. Đó, chỗ đó không được đi tìm chỗ khác rồi đó. Dạ. Dạ rồi, xuống xuống dây. Nhà máu đó chẳng phải chơi rồi. Góc chơi nó cứng chứ. Dưới nó một cái chân. Nó cứng rồi, trên xuống tắt gì. Không có. Dưới có nước tới đâu là nó một tới. Dưới kia nó một. Bạc tay cái văn cục đó rồi. Đó nhóm này nè. Gá ngay đoàn ơi, chút xíu tới rồi. Bắt bảnh đi xéo qua đoàn. Còn lúc này luôn á. Nó bứt rồi đó. Nhóm này nó bứt chân dưới. Còn nè. Đốt. Đốt. Cái tao vui. Em nước vuông tôm cái ngập lên lá hết. Đến cái nữa. Giờ cái nữa. Còn mày không răng đó mày về cạp xuống ông Nguyễn không? Đập ra đó mà. Nguyễn nội đó, một phút chân, sợ cũng một phút. Đập được lên mà. Ừ. Còn của bà nội. Đập ra đó. Đó nghe. Rồi đổ cái nắp đi rồi, tính tới đó. Nặng lắm. Đúng rồi. Thằng vô làm rớt ra cục cũng được. Rồi, của nội làm rồi, nó vô đâu rồi?
phiên hàng làm cục thôi. Anh hai với ba làm. Đứa nào cả. Nói nhiều người mày về đừng nói nợ tao mày nó không bị mày. Đừng có xeo dân sống đi rồi nó tích ơn á hả? Ừ. Đúng rồi, nó nông xé ơn á. Tao xù. Cái ông sắn nó đi à. Mà nó ra đạo cùng bự à. Cạnh nào cũng có giá địch men hết trơn. Ở dưới lót địch men ở trên, không ngủ giá men ở trên. Ra mà được hai cục như vậy nữa là rồi đó. Hộp cái nắp hàng thiệt. Nhẹ thiệt thôi. Chiều xuống lo lên. Ai muốn lấy trời ơi. Đập khúc này lấy cũng được, hộp coi lấy. Nước uống hoài nó không đã khác đi con cà. Ngủ canh ngủ không quên đó. Cho còn quánh nữa. Ông nội lấy rồi. Ra thì nó khỏe, còn nó ra nó mệt. Cũng dán cho nó ra. Ông nội ra là mệt. Đó, cũng đoàn rồi đó nha. Đoàn lấy. Đó, đoàn chia của là nó tấm dáng rồi đó, nắp hàng rồi đó. Rồi đi, được rồi. Đây. Rồi ông nào. Cái dao. Cái dao đó đó. Cái dao cho ba gọc của sĩ. Lấy cái nào? Gọc này là gọc con chú ơi Phan, gọc con chú này lắp qua chảo bển. Lấy cái thùng. Cảm cách là. Cảm ơn nắp. Đó là giá trị tăng. Không gì vậy? Hả? Gì có Út ngồi đó. Út anh Dũng, anh Sù, anh Chính, anh Đòn. Vô xình vô được không? Họ đứt đinh trên hả? Có Út ngồi đó. Ấy cho nó gọi không? Ừ. Cắt cái trong luôn đi. Đâu có để lấy hết, dán hàng rồi lấy hết. Có ai lấy không? Lấy không? Lấy hết. Con gọc đó, để sợ lách nó rớt xuống. Có gì đâu phải sợ trời. Không có chia à? Phan mà lấy cái này sắp cái này. Lấy cái đụng nữa. Cái đụng đó thì mua. Có bắt kính rồi đó lấy về á. Cái ba ông lót lại. Đâu đừng cãi miếng đó. Cãi miếng heo. Heo lớn phi phi. Lúng mắng heo ăn. Ôi còn cái miếng mì ca hả? Vô được hết cái kim vô bảy mới được. Không có ai như biết. Để lên nghe chú. Đang thử nắp. Đây làm túi áo khác em. Đó đổ nước vô trước đây là. Dạ. Dính này mình bị tâm rồi. Không, nước tôi bỏ bên đây rửa đây đi. Đổ vô cái thùng. Bên đây nè. Đổ vô thùng đó. Vô bên đây xem ngược lại nó mới ra được. Mất là xeo cái mên. Đúng rồi. Đòn lấy miếng đó không? Đòn. Miếng thịt ca nữa. Một người. Lấy chai múc nước mến ơi, trong dao mến ơi. Chạy mương nè rồi. Nói rồi đó, tôi nói làm gì? Khiên khiên ly thiệt. Tại kiếm. Đây đâu chú?
Dao rồi mày. Dao ơi. Thì dao đây. Dạ, dao đây. Cái dao hồi nãy đưa đâu? Đây. Được rồi. Bỏ vô thùng lá rồi. Ủa anh Năm ơi. Ừ. Bỏ thùng hết đặt giữa. Giữa chưa? Ừ. Cái chiếu đậy lên trên. Còn luôn. Nước nó bị từ nó. Ba đó hả bà? Ừ, ba làng. Làm ấy hả? Ừ. Không. Ba không có mang bô tay. Giờ cô thu sống không biết thu lên cái gọi cho dẹt cái này đó. Lên nó sụt. Có gừng chừng gãy xương quá đó. Miếng vải bằng gì? Có miếng vải nhỏ, hai miếng vải nhỏ. Có miếng vải bự. Hai miếng vải nhỏ tao sợ thịt xương còn tao lấy để tao chùi đó. Hô phát trực tiếp làm gì? Trời tóc bà nội còn nguyên luôn kìa. Mền này ai đắp không? Hỏi mày là hỏi nó coi lấy mền đắp không? 27 năm. Kè niệm bọng kìa, đắp không? Đứa nào về chia đi. Ôi. Cổ bà lấy cái trang rồi. Kè kè con để nó kìa. Mới mặc cho thôi đúng không? Không chưa? Quần lớn em có bả không? Còn nè. Căng bọng còn nguyên hết luôn. Tóc tai găng bọng nội của bọng nguyên hết trơn luôn. Quần áo không nguyên vẹn. Nãy ăn không tốt mấy cái găng đi. Nói chung là toàn vẹn của gì của nội là còn hết à. Cái thùng đựng rượu đấy rồi rửa đó thùng ba cái mương kè thùng đựng rượu anh ơi xách lại cho ba nha anh. Cái này nước rửa à? Ừ xấu đi à, cái chiếc vòng rồi chiếc ngà đây chưa bên hai cái tay áo từ từ vậy thôi cái gì trắng trắng này nó không ra từ ấy trôi ra trong cánh tay ba lóng tay trôi ra gì không chưa ra đây tao lụm hết rồi móng tay giả luôn thấy vô thùng rượu luôn đi khỏi ấy. Rửa nữa. Rửa cái này rửa bỏ vô rượu thôi. Rửa rượu thôi đừng có tháo nước nữa. Chiếc nhà còn không? Chưa. Bà đại bữa đại đi chứ kìa. Cháu bỏ lụm vô rượu đi thì có nước sao nước nữa. Nó chơi nữa. Dao rồi cả. Dao. Dạ. Đàn bà xương đen, đàn ông xương trắng. Đàn ông trắng hả? Ừ. Đàn ông trắng hả? Đàn ông xương trắng. Cái ba cái
cái táo cái táo táo thầy cục phải không? Nhẹ nhẹ coi chú Hai. Ừ. Nhẹ coi. Nhẹ không? Ôi sống sống vậy. Vô đó mà. Nội nó bự nó 3 lớp luôn mà. Chiếc nhà mất. Gần mất ra một. Mấy một. Đây trắng hay tay mạnh? Trắng hay tay mạnh? Trái thôi bên ba đó. Không có chừng mục con, cái nhà nó nhà phải mục nữa, nhà với mục nữa. Vậy là không có chiếc nhà. Nó bắt tới chứ. Không có. Giải còn hết. Một xíu chân. Có mày về mày thử. Rượu nó hôi. Còn hôi nữa hả? Hôi. Rượu kìa. Rượu nó hôi. Cái nó thở. Nó cũng có mùi nhưng mà nhẹ thôi chứ không có nặng. Kìa chỉ vàng kìa. Có vàng cái mà không biết đâu rồi. Nhà không còn cái vàng gì. Thì về mày kiếm mày ơi, mày hỏi hoài mệt quá mày. Đang mà mệt bà. Mấy đầu xuyên sụm nó bị mục. Ngà gì đâu, không thấy gì vậy. Nó lộn quá, gần đây con xuống con vịt lấy mẹ nó rồi. Nè, em con thường nói nó đôi bông, tôi nói đôi bông bỏ trong cái da mũ á. Lúc nhỏ nó cái gì của má này chị lấy đây đôi bông này chị lấy chứ sợ gì đâu. Bỏ lại vô đi con. Chương tay ngón tay á, anh ba lụm hết chưa, rửa cái rồi còn bỏ vô luôn. Cái này mấy cái móng tay của ta. Ừ, bỏ cái móng tay còn luôn hả? Móng nữa, móng tay à, móng tay còn luôn vậy. Chiếc nhà một sao sao anh không thấy ông dục vậy anh Hai? Nhà vàng à? Kìa vàng rồi, ba gặp vàng ơi. Bỏ túi rồi hơi mắc nha. Để tơi lùi với. Rửa bỏ qua cái thùng. Vàng là lấy móng tay bỏ. Trời. Chỉ còn vàng thôi. Dễ. Thôi. Chiếc nhà với mất. Vậy là một chiếc nhà một quá. Ai mày làm gì mục không biết. Vậy đâu? Ở đó, đó tôi có đeo tôi lấy lại. Phải. Đâu dở lên coi từ tới. Từ thôi. Chiếc nhà nó tự gì nó có. Nó ốm mà chọc có trong cái cục cỏ này nè. Không có bỏ cái đó con mười mấy tuổi rồi, mười ba nữa. Rồi bỏ cái đó bỏ cái luôn. Đó nhỏ là cái cốc lên cái sáng. Rửa rửa răng, rửa này nè. Cái răng bỏ một họng mà chứ ra tới đây. Tóc của nội còn luôn nè. Tóc của nội còn. Còn cục đen à chú ơi. Dạ. Rồi cái miếng này ra còn cục đen á. Dở cái bệnh ra đó. Đen là xương không đó. Đây miếng nè. Cái tiền đó còn. À. Đây luôn. Nghe tay con nữa chú. Chứ dần bạc còn mà sao cái ngà mất. Cái dòng đưa tay bắt ngà sao mất. Được. Một túi đi.
Đồ nói sợ rất mất liền. Đâu miếng nó dính lớn mãi này. Đâu có thể vàng được. Ờ miếng vàng đi lớn nữa. Đâu vàng đâu tám. Nè thấy không, tám cầm nè. Cái này thì xúc miếng vàng dài. Cái ốc còn nguyên. Để vậy đi. Để nguyên nha. Để đậy vô nó đi. Còn đủ không? Ốc còn. Hết rồi. Cái đủ hết rồi luôn rồi đó. Rồi đem cái đó đây mà anh ơi, bưng lại, anh bưng lại cho ba rồi. Để ở đây bỏ. Chắc bỏ đi. Bỏ hết em. Cái ngà bẩn gì mà sao mà mục được trời. Ngà là mà ngà dâu á. Ngà dâu dễ gì mục được. Cái dòng ngà mà. Đâu dở dở cái áo đó trong ra áo của ta tỉ thứ ơi. 170 giờ luôn á. Thì bộ dài dạch trong mấy cái ống ta đó lợi thứ ơi. Từ từ cái từ cá từ cá đi chứ. Chị nó mua luôn á. Chị nó sờ lấy. Ừ trong mấy cái đó anh giật lục lại từ từ á. Tại chân chỉ đeo. Trời ơi giỡn sống nó lên đẹp. Vút vút á. Ăn đua là cái áo bà ba nội bận ở trong đó. Mình mò ba sát mình vút vút lại từ từ á chứ. Bà ba trắng của nội là tay cục, còn áo xám dài mới tới cái áo dài của bà nội. Chết này chưa tóm nữa. Chứ cái ngày vô dễ gì mục được. Chiều ơi. Bự chứ đâu có nhỏ. Bự. Bự bằng cái tấc út cơ mà. Vẫn có mà. Bự hơn của tám nè. Nó có chiếc nhà của má. Rất đồ cũ luôn nè, nó còn mà đem theo mà. Nó có lọt chứ không? Vì lọt tấm nguyên cũng su mà. Hay là hồi đó không có đem theo. Mình cũng không biết được nữa. Xé này làm hai giùm ba. Nó rộng rồi và tay bỏ ốm đó. Nông tới cục chỏ. Cái ngà cái này thứ này mà làm sao mà làm gì mục được? Được cái gì? Chứ không biết hả? Không bao giờ mục cái ngà nổi. Cái đầu ông để ngửa lên đó không? Hả? Ngửa cái mặt lên á. Tại vì mình chôn là mình chôn ngửa lên. Ông sắp úp xuống là không không đúng, con ta không có nằm sắp. Đúng rồi đó, ông để ngửa lên vậy đó, rồi cái hàm lên đó. Quay cái hàm xuống. Đâu quay lên vậy đó, mới đúng đó. Trời tao đeo cho bả mà còn cãi cái gì không biết nữa. Hồi đó nhớ là nội có chiếc ngà đeo trên tay nữa mà sao giờ mà không có, kỳ cục. Gấp lại thương anh ơi. Gấp lại đào lắp lại ba giải ba đồ đạc cho nội lại. Đồ đạc ơi len hơi xúc qua đất trình đó lắp cho bít cái đó rồi. Chính tay tao đeo, tao mặc quần áo vô tao đeo mà tao không biết hả. Rồi tắt đi em dẹp đồ vô nhà. Cầm điện thoại em luôn nha. Cái quần tao á. Tắt đi Quy ơi, Út. Út dẹp vô đồ. Quên. Gì? Gửi cái nắp hàng được không chú? Hả? Gửi nắp hàng được không? Gửi đâu? Vỏ. Hồi nãy Hiếu ơi. Gửi về dưới nhà tao luôn hả? Ừ. Gửi đâu cũng không được. Trời ơi, đụng rồi đó có con tao chở về nhà, tao lót đồ. Tao lót đồ thằng nước rồi đi làm mấy năm trời. Mà mấy bia ta đem dưới vậy. Hả? Bia. Bia gì? Bia đó kìa. Một bia không? Xích về. Về nó gắn được thì nó gắn. Nó gắn được chứ không được còn nguyên này. Hai bên vô trước. Đó xuồng xuồng á.
Đi trước. Coi đấy. Giờ này không bỏ cái đó vô. Bỏ hết mẹ, vô hết đi. Thì bỏ hết đi. Cái nào còn không? Dây đỏ nè. Đưa hai miếng dây đỏ đó. Bỏ lại vô đi. Cái bọc còn cái vòng bay vô. Tốt giao rồi. Bỏ vô cùng băng keo băng rồi. Coi nè, coi.